Mỹ nhân Việt hóa tiên cá mắc cạn. Chibu mờ lem với chiếc đầm neon xuyên thấu. Mấy ai bị lại Ngọc Trinh khi diện đồ cắt xẻ táo bạo. Chibu sở hữu thân hình chuẩn chỉnh, Chibu luôn biết cách khoe khéo ưu điểm qua những bộ cánh gợi cảm và hút mắt. Trong một chuyến du lịch biển, người đẹp lại tiếp tục khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt với style thời trang chào hè khá kiệm vải. Chibu tự tin thả dáng cho bộ áo tắm màu hồng bắt mắt. Sẽ không có gì đáng nói nếu nhiều người đẹp không kết hợp cùng với chiếc đầm neon xuyên thấu sắc vàng rực rỡ. Cách phối lần này của Chibu nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nhìn chung outfit vẫn để lại ấn tượng trong mắt công chúng. Hồ Ngọc Hà. Ba mẹ ba con Hồ Ngọc Hà cũng liên tục gây bão mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc du lịch biển tranh xã. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện một chiếc áo crop top tay bồng màu trắng phối với quần bơi cùng màu. Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà còn biết cách tạo điểm nhấn khi quấn thêm lớp vải lưới cầu kỳ, tạo nên sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Không chỉ riêng cách mix and match độc đáo, Hồ Ngọc Hà còn được khen ngợi bởi vóc dáng chuẩn chỉnh và thần thái cuốn hút. Tuy đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng có thể thấy nữ hoàng giải trí ngày càng nhuận sắc hơn xưa. Ngọc Trinh được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu body chuẩn nhất nhì showbiz Việt, lại chăm du lịch chụp hình sống ảo, Ngọc Trinh không thể nào thiếu vắng trong danh sách mỹ nhân mặc ấn tượng khi đi biển. Trong một chuyến du lịch chào hè, người đẹp từng diện bộ áo tắm mang sắc tím oải hương với thiết kế cắt xẻ lạ mắt. Tuy nhiên, cũng chính bộ trang phục màu tím oải hương đã khiến chân dài trà Vinh gặp rắc rối. Ngọc Trinh vấp phải ý kiến trái chiều khi diện đồ nhái, chính nhãn hàng cũng đã từng lên tiếng bốc mẻ Ngọc Trinh sao chép trang phục của họ. Quỳnh Anh Xin. Quỳnh Anh Xin dần chứng minh bản thân là một fashionista chính hiệu. Cô hot girl luôn thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang đa dạng, ấn tượng. Kể từ khi thay đổi phong cách gợi cảm khác hẳn hình tượng bánh bèo ngày trước, người đẹp luôn khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Trước đây, Quỳnh Anh Xin cũng từng khiến dân tình đỏ mắt với bộ trang phục tắm kết hợp cùng với váy lưới khoác ngoài. Người đẹp gây ấn tượng với thần thái đỉnh cao trong mọi khoảnh khắc, chỉ thiếu mỗi bối cảnh là một bãi biển xanh mát thì Quỳnh Anh Xin hẳn đã là nàng tiên cá mắc cạn vô cùng xinh đẹp. Bảo Anh. Tương tự như những mỹ nhân Việt kể trên, Bảo Anh cũng từng diện trang phục tắm kết hợp với áo lưới bên ngoài, tổng thể nửa kín nửa hở trông vô cùng hút mắt. Đặc biệt, kiểu tóc cắt ngắn càng tôn lên vẻ đẹp cá tính của nữ ca sĩ. Vốn thay đổi hình ảnh gợi cảm quyến rũ không quá ngạc nhiên khi Bảo Anh thử nghiệm phong cách ăn mặc này. Chưa kể khi thực hiện MV In The Night, rút bỏ hình ảnh buồn bã trong các MV trước, Bảo Anh đã lột xác hoàn toàn khi hóa thân vào một cô gái gợi cảm bên người yêu của mình. Hình ảnh xuyên suốt trong In The Night sẽ là một Bảo Anh gợi cảm nhưng tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng quyến rũ. Về phần Hữu Vi, anh chàng đã quá nổi tiếng với những hình ảnh nam thần lạnh lùng với body chuẩn 6 múi. Mặc dù là lần đầu tiên kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc, nhưng Bảo Anh và Hữu Vi đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong những cảnh quay tình tứ. Mỗi lần các mỹ nhân đình đám có dịp du lịch biển đều khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi những màn lên đồ độc đáo, trong đó Chibu, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh, Quỳnh Anh Xin và Bảo Anh chỉ diện trang phục tắm kết hợp với váy lưới cũng đủ chiếm trọn spotlight. Đây cũng là một cách phối đồ mà các chị em có thể tham khảo để làm mới thời trang du lịch biển của mình. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.